Đúng 2 tuần nữa chúng ta sẽ đón xuân mới Mậu Tuất. Sự chia sẻ ấm áp với những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết đến xuân về, lan tỏa những điều tốt đẹp bằng hành động nhân ái là điều mà thế hệ thanh niên Việt Nam đã và đang thực hiện các loạt hoạt động thiện nguyện mang tên Tấm bánh nghĩa tình như một chương trình thiện nguyện mà giới trẻ muốn gửi tới những người có hoàn cảnh khó khăn. Với cuộc thi gói bánh chưng của trường, đội thi toàn nam sinh viên khoa kiến trúc xây dựng Đại học Đại Nam có thể có rất ít khả năng để giành chiến thắng. Tuy nhiên, những chiếc bánh trông cũng khá đẹp mắt, vuông vức, hơi dẹt một chút nhưng bù lại đầy đặn tình sinh viên. Bọn em sẽ nấu và tối nay sẽ phát cho những người vô gia cư. Trong những đêm lạnh giá rét này, truyền tay nhau những chiếc bánh để họ có tận hưởng được không khí Tết đã đến cận kề rồi ạ. Vượt ra khuôn khổ của một hoạt động ngoại khóa, hàng ngàn chiếc bánh chưng được sinh viên cùng nhau gói, canh nấu trực tiếp như thế này sẽ được chuyển tới những người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, vùng sâu vùng xa. Sự có mặt của Hoa hậu Ngọc Hân như tiếp lửa cho các hoạt động thiện nguyện hôm nay. Những cái hoạt động như thế này của thầy cô giáo thì sẽ tạo những cái kỷ niệm đẹp cho các bạn sinh viên, và không chỉ là kỷ niệm, nó còn là những cái hoạt động mà để giúp cho các bạn ý có cái sự gắn kết với cộng đồng hơn, biết chia sẻ và yêu thương. Năm nay sẽ phát được 20 điểm. Ngoài những cái địa điểm Hà Nội như là Viện Ca, Tân Triều thì chúng tôi còn về Thái Bình rồi lên các vùng cao. Thế đặc biệt hơn nữa là ngoài bánh ra thì năm nay thầy trò Đại Nam ủng hộ được thêm tiền mặt và quần áo ấm. Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật Hà Nội, cơ sở Biên Giang Hà Đông là điểm đến đầu tiên của hành trình chia sẻ sự ấm áp. Hân hoan khi gói bánh, chờ đợi được san sẻ và hạnh phúc trước niềm vui nhỏ mang lại cho các em. Bữa ăn hôm nay có thêm một món ăn đặc biệt, một món quà mà các anh chị gửi chọn tấm lòng ở đó. Những tấm bánh nghĩa tình, ngọt bùi mà đậm đà yêu thương của sinh viên Việt Nam.